Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị về những cái thông tin về những cái chuyến bay đi về Việt Nam trong thời gian tới, để chúng ta nắm được trong thời gian tới đi về Việt Nam thì chúng ta cần những cái gì để chúng ta không có gặp trở ngại ở sân bay. Thì vừa qua, hải quan của Việt Nam đã phát hiện 1 triệu đô bị nhậm đen ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hai hành khách nhậm đen hơn 1 triệu đô mang ra nước ngoài trái phép vừa bị cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện kịp thời ngăn chặn. Ngày 16 tháng 9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ xuất lậu 1 triệu đô được nhậm đen ra nước ngoài. Trước đó, vào ngày 15 tháng 9, qua kiểm tra lực lượng trực quan từ hình ảnh soi chiếu hành lý, cán bộ hải quan thuộc đội thủ tục hành lý xuất chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện nghi vấn và yêu cầu hai người khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất Bangkok, Thái Lan xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy mỗi hành khách mang theo một vali, trong đó mỗi vali có 6 cọc tiền đô phủ bằng hóa chất đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc, mỗi cọc gồm 10 tết, tổng cộng 10.518 tờ mệnh giá 100 đô. Hiện số tang vật này đã được tạm giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, hai hành khách trên cho biết là tên là được giấu nha quý vị, đều có quốc tịch Việt Nam. Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị biết rồi, khi đi về Việt Nam hoặc là từ Việt Nam đi qua nước ngoài, khi mà đi lên sân bay chúng ta không được mang một số tiền lớn như vậy. Mấy cái người này có thể họ làm cái gì đó phi pháp thì mình không có biết. Từ Mỹ đi về Việt Nam, quý vị cầm nhiều nhất là 9.000 đô và từ 9.000 đô trở xuống không được hơn. Nếu gia đình đi nhiều người thì mỗi người được tiêu chuẩn là 9.000 đô trở xuống mà chia ra cầm, chúng ta không được giao cho một người cầm. Một người không được cầm quá 9.000 đô lên máy bay nha quý vị. Còn nếu như từ Việt Nam đi qua Mỹ trở lại thì quy định ít hơn, hình như là 5.000 đô thôi. Tất nhiên là mỗi người cầm từ 5.000 trở xuống không được hơn. Cái quy định này chúng ta cần phải biết để chúng ta không có bị bắt oan ở sân bay và chúng ta không có bị tù tội ha quý vị ha, cũng như là dính vào cái pháp lý. Mình cũng không hiểu tại sao có nhiều người làm ra một số tiền rất lớn mà không có dám bỏ ra một số tiền nhỏ để mà gửi theo cái dịch vụ. Ví dụ mình có nhu cầu mình làm ăn hay cái gì đó, chúng ta chuyển tiền bằng dịch vụ, mà ta có dịch vụ chuyển tiền mà, cái đó thì mình đóng phí cho người ta thì người ta cũng đóng thuế thì nó cũng đâu mất bao nhiêu tiền. Tại sao chúng ta không có làm cái phần đó để chúng ta không gặp rắc rối, mà chúng ta mang cái số tiền quá lớn lên sân bay để làm cái gì? Mình dư sức biết được rằng cái đó là trái quy định pháp luật thì chúng ta không có làm. Như vậy chỉ thiệt thòi thôi, cho nên em muốn cảnh báo tất cả quý vị Việt kiều Mỹ cũng như là quý vị kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài muốn đi về Việt Nam, chúng ta nhớ tùy theo quy định của mỗi nước là mang được bao nhiêu tiền. Thì thường là từ nước ngoài về là thường là 9.000 đô trở xuống, còn Việt Nam qua là 5.000 đô trở xuống, cho nên quý vị hãy cẩn thận về cái vấn đề này. Còn cái việc mà đi về mà chúng ta mang quá nhiều tiền như vậy, chúng ta bị bắt là đúng rồi, không có gì oan ức hết. Cái đó là đúng theo quy định của pháp luật, người ta quy định mình phải làm cho đúng nha quý vị. Quý vị cố gắng phải quan tâm tới cái vấn đề này để chúng ta không gặp trở ngại sân bay nha. Và hiện tại bên em đang có nhiều vé máy bay giá rẻ đi về Việt Nam trong cái thời gian sắp tới Tết Nguyên Đán năm 2023. Nếu quý vị anh chị cô chú nào mà có nhu cầu đi về Việt Nam mà muốn tìm một cái vé máy bay giá rẻ thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714
244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Bên em là vé máy bay, đại lý bán vé máy bay cho 50 tiểu bang của nước Mỹ đi về Việt Nam và chiều ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ. Tất cả quý vị, anh chị, cô chú nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên em để được giá tốt nhất. Vui lòng hãy kết nối với em bằng Zalo ở số điện thoại là 714-244-8834. Số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Zalo giùm em nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc ngoại mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền, tài sản, mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích là quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị lái xe ở Việt Nam được. Và cái bằng lái xe quốc tế mình lái xe được hai bánh và bốn bánh luôn nha quý vị. Nếu ai có nhu cầu làm bằng lái xe quốc tế thì hãy liên hệ em để em hỗ trợ quý vị đổi một con bằng lái xe quốc tế nha, để về Việt Nam lái xe. Xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Bên cạnh đó thì bên em có dịch vụ về di trú, nhận làm tất cả những cái hồ sơ về di trú Mỹ, bảo lãnh diện anh em, vợ chồng, cha mẹ, con cái, để cho quý vị bảo lãnh người thân từ Việt Nam qua Mỹ định cư. Dịch vụ chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính, để giúp đỡ những ai mà có thu nhập thấp đang bảo lãnh người thân từ Việt Nam qua Mỹ định cư. Nếu quý vị low income cần người cô sai để mà hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân của Mỹ định cư thì hãy liên hệ bên em để được hỗ trợ để hoàn thành cái hồ sơ của mình một cách tốt nhất nha quý vị. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giùm em. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu ở trên thì vui lòng liên hệ ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị gần xa trong suốt một thời gian qua luôn luôn ủng hộ kênh Tham Quan Nước Mỹ Channel. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.